Rồi em xin chào anh em nha. Trở lại kinh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Isaki nha anh em. Con này 4 máy. Đó, nó về nó còn cái bô lửa nằm ngang trên nè. Nó làm sao nè. Nó tình trạng nó ốc tán đó nè. Con này nó có cái bơm dầu thủy lực nha anh em. Nó tắt điện được, tắt cơ được. Con này là E4D. Thông số nó là 2.9 55 lít. Ở trên cái nắp nó là cái còn hơi mấy cái vàng vàng, nó là một lớp keo nha anh em. Nó như keo dán xe Honda vậy đó, mình lấy tay mình móc nó cũng ra nè. Đây cái bô lửa nó dài xuống đây đây. Đó con này thông số nó là 388 nha anh em. Rồi em quay sơ lược qua một vòng rồi để em test cho nó chạy nha anh em. Rồi chích cho chạy ra. Khẩu lên ga thì nó cũng chạy nữa. Đó bô rồi. Rồi lên ga lọc. Ngồi xuống. Rồi không có ga khấu, không có ga miếng khấu nào nghe anh em. Đây dần hơi đây. Đó nhớt bơm lên đầy đủ nghe anh em. Đây hơi hết là ok. Bao hơi cho anh em xài. Rồi tắt đi. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng con Isaki E4DE mã 388 thì anh em liên hệ với cái số điện thoại là 0938 312207 anh em. Công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn nha.